tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tính đến 11 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ 26 nghi phạm gây ra vụ dùng súng tấn công hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã ở tỉnh Đắk Lắk. Các đối tượng bị bắt đang được đấu tranh lấy lời khai. Liên quan vụ việc, tối ngày 11 tháng 6, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm cho 4 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Bộ trưởng Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tình Đồng đội Công an Nhân dân cũng đã ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng một gia đình đối với gia đình 4 đồng chí hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ 50 triệu đồng một đồng chí đối với 2 đồng chí cán bộ công an bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ là Thượng úy Đàm Đình Bớp, sinh năm 1993, Phó trưởng Công an xã Ikatu và Đại úy Lê Kiên Cường, sinh năm 1988, cán bộ công an xã Ikatu. Ngày 11 tháng 6, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính thi thể người phụ nữ đựng trong bao tải, đặt ở vỉa hè trước một văn phòng tạp chí ở đường Đa Phúc, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh. Nạn nhân là chị N, 29 tuổi, ở phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng. Trước đó, chị N từng lấy chồng tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, và có 2 con nhỏ nhưng đã ly dị cách đây 1 năm. Xác minh bước đầu, nạn nhân không liên quan đến những người đang làm việc tại văn phòng tạp chí, nơi thi thể bị bỏ phía trước. Trước đó, chiều ngày 10 tháng 6, công nhân dọn vệ sinh môi trường phát hiện một thi thể được bọc trong 2 bao tải, đặt trên vỉa hè đường Đa Phúc. Bao tải này xuất hiện từ sáng cùng ngày, nhưng do được bọc kín nên mọi người không để ý, nghĩ rằng bao đựng rác thải. Sáng ngày 12 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Dung, 52 tuổi, nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên và Nguyễn Thị Hương, 57 tuổi, nguyên kế toán trung tâm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tại phiên tòa này có 6 luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Thị Dung. Trước đó, ngày 24 tháng 4, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Hưng Nguyên đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo trạng, từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến năm 2017, bị cáo Dung là bí thư chi bộ, chủ tài khoản của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên, nay là Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao nhiều lần thanh toán trái quy định để trục lợi. Bị cáo Dung đã chủ trì xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và áp dụng bản quy chế này dẫn đến chi sai nguyên tắc, hưởng lợi số tiền hơn 48 triệu đồng. Sáng ngày 12 tháng 6, Trung tá Trương Sami, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Thuận, 40 tuổi, ngụ phường Dương Đông, Phú Quốc do liên quan đến vụ án giết người. Trước đó, sáng ngày 11 tháng 6, Thuận đến nhà bạn tại khu phố 6, phường Dương Đông để nhậu. Đến khoảng 9 giờ, Quý, 41 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, gọi cho Thuận. Lúc này, Thuận đang nhậu tại khu phố 6 và rủ Quý đến nhậu cùng. Khi Quý đến thì Thuận nói đã say. Thuận uống với Quý một ly rồi nằm ngủ tại chỗ nhậu. Một lúc sau, Quý lấy thùng kẹo kéo ra để hát làm Thuận không ngủ được, dẫn đến mâu thuẫn. Đến khoảng 10 giờ, Thuận chở theo Danh Tài, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, đi Hàm Ninh để nhậu. Đến khoảng 18 giờ 15, Quý gọi rủ Thuận đánh nhau và hẹn tại phía trước khu vực Tòa án Nhân dân thành phố Phú Quốc. Thuận lấy xe máy chở Tài từ Hàm Ninh về Dương Đông để đánh nhau với Quý. Đến ngã tư đường Hùng Vương 30 tháng 4, Thuận ghé vào một cửa hàng mua 2 cây dao với giá 180.000 đồng. Khi đến khu vực phía trước Tòa án Nhân dân thành phố Phú Quốc, Thuận đậu xe đối diện, hai tay cầm 2 cây dao lao vào đánh nhau với Quý. Kết quả, Quý bị thương ở bụng và chết tại chỗ. Biết không thể trốn thoát, Thuận đã đến công an phường Dương Đông đầu thú. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ nay đến giữa tháng 7 năm 2023, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, sét, mưa đá, có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Khoảng từ nửa cuối tháng 6, nắng nóng gia tăng trở lại. Riêng tại khu vực Trung Bộ, nắng nóng diện rộng tiếp tục có khả năng xảy ra. Đáng chú ý, trên phạm vi cả nước cần tiếp tục đề phòng các hiện tượng dông lốc, sét, mưa đá, tập trung nhiều hơn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Ngoài ra, trong thời kỳ từ nay đến ngày 10 tháng 7 năm 2023, bão áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Sáng ngày 12 tháng 6, tàu sát 412 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã đưa thuyền viên Nguyễn Tiến Sĩ gặp nạn trên biển về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định. Hiện sức khỏe anh Sĩ đang dần ổn định, được Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng tiếp nhận và đưa vào bệnh viện điều trị. Trước đó, chiều ngày 9 tháng 6, tàu QN98064TS do ông Nguyễn Đình Nghị làm thuyền trưởng khi đang hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, thì thuyền viên Nguyễn Tiến Sĩ, sinh năm 1992, trú tại xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, bị viêm ruột thừa đến giai đoạn nguy hiểm. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu sát 412 khẩn trương đi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn thuyền viên tàu QN98064TS. Để xử lý ca bệnh nặng, Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng cử ekip y bác sĩ cùng trang thiết bị đi theo tàu sát 412 để thực hiện nhiệm vụ.